đùng đấy. Mày xem mày giống người không? Ôi trời ơi, cái nào tóc làm sao đây? Hàn mày Quốc cứ cái môi đỏ này và anh ngắn này Hàn Quốc đi. Em về mẹ rất thích. Bây giờ Hàn Quốc ăn ra bánh như thế này. Tao xin mày, Hàn cái gì mà Hàn. Thôi đây tôi chiều bà tôi lên tầng nhá. Âm nhạc ở Mỹ thế? Nó tập văn nghệ, nó bảo để nó đi thi. Văn nghệ? Vâng, có tập văn nghệ mẹ ạ. Văn nghệ gì mà nhảy nhót cuồng lên, quần áo tóc tai cái kiểu gì? Văn nghệ như thế á? Nó bật nhạc cầm ầm, con bảo mãi nó có nghe đâu. Nhạc ca mốt bây giờ nó là như thế mà mẹ. Bây giờ ai ta cũng nhảy như thế này hết ý. Ai cũng thế nhưng mẹ không đồng ý con như thế. Mẹ đồng ý là các con tham gia văn nghệ ở trường, ở lớp với các câu lạc bộ hát múa, khiêu vũ mẹ đồng ý, nhưng mà cái nhạc nhảy nhót, rồi đầu tóc, rồi quần áo như thế này là mẹ không thấy hợp lý. Âm nhạc mẹ chả hiểu đây là cái âm nhạc gì. Nó bảo là K-pop, con với mẹ không hiểu được, nó cãi con thế này. Thì chẳng thế sao? Đây là K-pop mẹ, bây giờ ai người ta cũng nhảy như thế này hết. Đây này, K-pop là váy ngắn, môi đỏ mẹ. Mẹ nói Mai rồi, son môi đậm quá, váy ngắn quá, âm nhạc không hợp với lứa tuổi của con, mẹ không đồng ý và mẹ nghiêm cấm cái việc này, chấm dứt tại đây, không dùng cái nhạc này, nghe thấy chưa? Mẹ chả biết gì cả, mẹ với anh á đều ở nhà quê. Ô, con này láo thật đấy. Ừ, quá cỡ ấy. Đấy, con ở nhà nhá, xem em như thế nào đi. Mẹ buồn lắm. Mẹ quá buồn như thế này đấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Năm ơi, bây giờ mấy giờ rồi con nhỉ? 9 rưỡi rồi đấy mẹ. Ô, sao giờ này mà con Mai nó chưa thấy về nhỉ? Con biết hôm nay em đi đâu không mà? Sao mẹ gọi máy lúc nó không liên lạc được cái này nhỉ? Lúc chiều con đi học thêm về con có thấy đâu. Con tưởng là nó đi học. Ơ, giờ này mà chưa về mẹ sốt ruột quá. Mẹ gọi thử chưa? Mẹ gọi rồi. Mẹ gọi cho em mấy lần liền không được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mẹ! Anh Nam! Con về rồi. Mày lại làm gì cái tóc tai kìa, không được rời được. Mẹ ơi, hôm nay á, con muốn khoe cho mẹ một điều. Đấy, mẹ ngồi lùi đây cho nó ngồi xem nó khoe cái gì nào. Mẹ thấy con này có xinh không? Xinh đúng không? Rồi mẹ. Chẳng biết cái gì cả. Mẹ nói với Mai bao nhiêu lần rồi. Quần áo, tóc tai, người ngợm, son môi của con là mẹ không đồng ý. Và tại sao đây? Con vẫn như thế này? Thôi, hôm nay là ngày vui của con muốn khoe cho mẹ một chuyện. Mẹ nhìn này, hôm nay con đi thi được giải nhất nha. Mẹ xem nó lại thi cái gì đấy của nó đây. Mẹ nhá, mẹ nói này. Hôm trước mẹ đã nói với Mai rồi. Mẹ không đồng ý với tóc tai, quần áo, son môi của con như thế này. Và đặc biệt là cái gu âm nhạc mà mẹ đã nói rồi, hôm trước rồi. Mẹ đã không bao giờ cho phép con thi thố giải giết gì với cái loại âm nhạc đó, nghe thấy chưa? Con chuyên tu và học hành thi cử cho mẹ. Nếu thích âm nhạc, chọn gu âm nhạc hợp lý với tuổi học trò, nhẹ nhàng, khiêu vũ, múa, mẹ đều đồng ý. Nhưng riêng thể loại nhạc này, mẹ không bao giờ cho phép thi tiếc giải giết gì cái giải như này, nghe thấy chưa? Nhưng mà đây là sở thích của con, mẹ với anh đã trả động viên ủng hộ con thì thôi. Bây giờ con đi thi được giải về mẹ lại còn mắng con nữa. Không là không. Thôi mẹ. Mẹ với anh chả ủng hộ con gì cả. Con tập tành rất là mệt rồi, mãi con mới được giải. Mẹ vẫn giữ quan điểm là không, không bao giờ phù hợp với cái nhạc này của các con cả. Mẹ nói cũng đúng thôi, Mai nghe lời mẹ nhá. Anh với mẹ đều chẳng biết gì cả. Mai! Lại thế rồi. Các bạn thân mến, tình huống vừa rồi thì chúng ta rất dễ gặp trong cuộc sống phải không ạ? Cô bạn Mai vì yêu thích âm nhạc nên đã cãi lời mẹ và anh trai. Mặc dù đã chứng minh bằng phần thưởng trong cuộc thi mà Mai tham gia, nhưng điều đó lại khiến phản ứng của mẹ Mai ngày càng gay gắt hơn. Và chúng ta hãy cùng theo dõi các bạn học sinh và các bậc phụ huynh có cách suy nghĩ và cách xử lý như thế nào khi rơi vào tình huống trên nhé.
Theo mình nghĩ thì với lứa tuổi của Mai cũng là lứa tuổi của mình bây giờ thì khi mà tỏ thái độ không đồng tình với bố mẹ về một quan điểm nào đấy thì mình cũng sẽ cãi lại như vậy. Nhưng mà sau cùng rồi thì điều đấy thì có lẽ là chúng ta không nên. Và bởi vì bố mẹ cũng chỉ muốn nghĩ tốt cho ta. Đôi khi chúng ta có thể là không hiểu, nhưng mà chúng ta có thể ngồi lại với bố mẹ và nói chuyện với bố mẹ về, giải thích cho bố mẹ hiểu đấy là niềm đam mê. Về thái độ của Mai thì mình nghĩ là có một phần đúng và một phần sai. Tại vì ở cái tuổi này thì sự bộc phát là có khả năng rất là lớn, nhưng mà Mai cần suy nghĩ lại, tại vì là Mai cần nói chuyện với mẹ về những gì mình có. Và những gì mẹ muốn nói với Mai có lẽ là chỉ vì cuộc sống sau này và mẹ lo cho Mai thôi. Mai nói thế nên là cũng có phần đúng mà cũng có phần sai. Phần đúng ở đây là không phải K-pop cũng là một sở thích riêng của mỗi người ấy. Nhưng mà cũng sai chỗ là Mai đã cãi lại mẹ. Mình nghĩ theo đuổi đam mê là việc làm đúng đắn, tại vì tuổi trẻ mà, tại sao lại không theo đuổi đam mê nhỉ? Theo đuổi một đam mê thì mình nghĩ là với lứa tuổi của mình bây giờ thì có rất nhiều đam mê. Việc lựa chọn đam mê cho mình thì là một điều rất tốt. Mình có thể lấy đấy làm định hướng và mục tiêu để mình phấn đấu trong tương lai. Nếu mà mình theo đuổi đam mê của mình đến một cái mức nào đấy mà nó không thành công được nữa thì mình sẽ chuyển hướng. Cũng như là vậy thì bố mẹ sẽ an tâm và cho mình theo đuổi đam mê. Nếu mà bị gia đình ngăn cản thì mình sẽ cảm thấy đầu tiên là thấy không hài lòng và rất là hơi khó chịu. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ hỏi bố mẹ là tại sao mà không muốn cho mình theo đuổi cái đam mê đấy. Nếu mà bố mẹ đưa ra những cái lời khuyên đúng đắn và mình suy nghĩ là nó cũng phù hợp thì mình sẽ lắng nghe và sẽ sửa đổi. Mình sẽ cố gắng giải thích và cho gia đình hiểu được là cái đam mê đấy của tớ là không có điểm gì xấu và nó sẽ giúp phần giúp cho cuộc sống của tớ tốt hơn và tớ muốn theo đuổi đam mê do chính bản thân tớ muốn. Nếu mà mình là phụ huynh mà có con có cái niềm đam mê như vậy ấy, thì mình cũng không đến mức độ là cấm cản con. Mình phải biết là khai thác con nó có một cái tiềm năng, nó có một cái năng khiếu như vậy thì mình cũng khích lệ con tham gia. Nhưng nếu trong trường hợp mà con ảnh hưởng quá nhiều đến việc học vì tuổi của con đang là tuổi học ấy, thì mình cũng chỉ nhắc nhở là con cân bằng thời gian như thế nào để con tham gia. Vì mẹ biết là con có năng khiếu, con có đam mê thì sau này chắc chắn cái năng khiếu, cái đam mê đó nó sẽ giúp ích cho con. Nhưng mà con cũng phải để ý một chút đến việc học và cân bằng cái thời gian của mình như thế nào để hài hòa giữa cái đam mê của mình với cái nhiệm vụ của mình hiện tại. Các bạn học sinh thân mến, mỗi chúng ta đều có những đam mê và sở thích riêng của bản thân mình và điều đó thật sự rất cần thiết. Tuy nhiên, thay vì thể hiện quan điểm của mình một cách quyết liệt và không lắng nghe ý kiến của người khác thì chúng ta hãy cùng ngồi lại với bố mẹ, chia sẻ những suy nghĩ của mình để bố mẹ hiểu và giúp đỡ chúng ta có những hướng đi đúng đắn nhất. Và chương trình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những số sau của chương trình. Tạm biệt!